Ông Obama cho biết rất bàng hoàng về mức độ hủy diệt của bão Haiyan, một trong những cơn bão được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử, đồng thời kêu gọi người Mỹ truy cập trang web của Nhà Trắng, nơi họ có thể liên kết với các tổ chức viện trợ đang trợ giúp người dân vùng thiên tai Philippines. Hiện tàu sân bay USS George Washington và các tàu hải quân khác của Mỹ đã đến Philippines. Washington cũng đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Manila 20 triệu đô la Mỹ. Một nửa trong số này là thực phẩm và phần còn lại là thuốc men và các trang thiết bị y tế để ngăn ngừa bệnh tật bùng phát sau bão. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết hơn 1.000 lính Mỹ sẽ có mặt tại Philippines vào cuối tuần này, tăng khoảng 700 người so với hiện nay. Mỹ cũng điều thêm 8 máy bay vận tải MC-130 nhằm tăng cường các hoạt động cứu trợ các nạn nhân, nâng tổng số máy bay loại này lên 12 chiếc, giúp việc vận chuyển thực phẩm, nước và các mặt hàng thiết yếu khác thuận lợi hơn.